Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chị có về một bộ bàn trắc nha, với đôm đèn dầu, đồ gốm, nam bộ với đồng hồ, carillon 10 gông 10 búa để giao lưu với cô chú chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là cái carillon 10 gông 10 búa. Đó, đồ zin của nó từ máy móc cho đến thùng ở ngoài là được 100% nha. Cô chú anh chị mình xem cho em một vòng nha, quýnh rất là hay. Bao cho cô chú anh chị mình xài luôn nha. Thoải mái vô tư, mã số 1T. Đó. Khung ngoài là cẩn ốc cho cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp luôn, cẩm lai. Cây này thì em giao lưu cô chú anh chị mình luôn có giá là 22.500.000. 22.500 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 2T. Đó, hai cái tô tàu nha cô chú mình ha. Đó, đường kính 2 tấc 2 liền lạc, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đó, hoa văn rất là đẹp. Đó, tàu kiểu. Cặp này thì 2 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đó, chuẩn đồ xưa. Đây tới 2 4 5 cái dĩa. Đó, cô chú chị mình nhìn thì là biết rồi ha, dĩa này là bông đào xưa. Đó, có lọt cái này thì của châu Âu. Đó, cái này của Mỹ nha. Cái này của châu Âu, còn cái này là bông đào chuẩn đồ xưa nha cô chú chị mình ha. Cô chú chị mình nhìn thì đã biết rồi. Đó, hàng này hàng của China hồi xưa đó. Đó, bốn cái này với cái này nha cô chú chị mình ha. Trước năm 75 hết nha cô chú chị mình nha. Hàng này thì bao đẹp, mã số 3. Đó, đường kính của nó luôn là 2 tấc 1. Đồ này thì trước năm 75 của chú chị mình nhìn thì đã biết rồi. Đó. Đây năm cái này em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Có giá là 600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. 2, 4, 6, 8, 10 cái dĩa. Đó, cũng là dĩa bông đào trước năm 75. Mã số 4, 10 cái. Đó, rất là đẹp luôn nha, chuẩn đồ. Đường kính dĩa là 1 tấc 6. Đó, đây 10 cái còn nguyên si là lặn luôn. 10 cái này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn. Đó, cũng có giá là 600.000 bao ship toàn quốc nha. Đây, 19 cái muỗng bông đào luôn. 19 cái bông đào nha, 19 cái muỗng bông đào rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Đó, còn nguyên si lành tích. Hàng này trước năm 75 nha cô chú anh chị mình ha, 19 cái. Đó, giá này em giao lưu cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 550.000, bao ship toàn quốc, mã số 5. Mã số 6. Đó, 2, 4, 5, 2, 4, 9 cái chén tiết yêu. Đó, chén Nhật nha. Đường kính là 1 tấc 2. Đó, chén này chén Nhật cho cô chú chị mình hai, rất là nhẹ. Đó. Âm thanh thì nó trung bình được nha cô chú chị mình ha. Mã số 6 nguyên si là lặn. 9 cái này em giao lưu với cô chú chị mình luôn 500. Bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn ha. Đây một cái bình trà. Đó. Hàng này là của Nhật nha cô chú chị mình nha. Chuẩn đồ bao đẹp. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Bình này được 1 lít nha. Cao của nó luôn 1 tấc 3, nắp cũng zin. Đó. Đây, bình này thường thường nó kêu là bình song hỷ. Đó. Đây rất là đẹp nha cô chú chị mình ha. Đó. Cái này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cái bình này là giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Một cây cân giá chất liệu bằng đồng, đường kính giá cân là 2 tấc rưỡi. Đó, dây xích móc khoen đều là bằng đồng hết, bao đánh bóng và bao phí ship 900.000. Đó, bao đánh bóng và bao phí ship 900.000. Mã số 9, một cái bình bông vỏ đạn. Cao là 3 tấc 1. Đó. Đồ này là 1945, dưới đích đóng 1945, chuẩn đồ nha. Bao đánh bóng lại cho cô chú chị mình luôn, bao đẹp. Đó, bao đánh bóng nha, bao nguyên si là lặn, 2 triệu 2, bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn và bao đánh bóng luôn. Một cái đèn Honda chất liệu bằng đồng, cũng vẫn là bao đánh bóng luôn trước năm 75. Chiều cao của nó luôn là 1.4 tấc 2, bầu này được nửa lít, mã số 10. 1 triệu 3 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đây, mã số 11 cũng là một cây đèn đồng Mỹ, cây này của Mỹ nha, cao 45. Giá là 1 triệu 3 luôn, bao ship toàn quốc. Chất liệu bằng đồng, bao đánh bóng luôn. Đó. Mã số 12, một cây đèn pha lê trắng, móng tay hai da, đường kính 1 tấc 2, bầu này được hơn nửa lít dầu, ống khói bút mực, làm pha lê, cao 46. Cây này giá là 1 triệu 6 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây mã số 13. Đó, những cây đèn gốm châu Âu nha anh chị mình ha. Nguyên si là lặn. Đó, chiều cao 4 tấc. Mã số 13 giá là 1 triệu 3 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn.
Đây một cái đèn để kệ nha cũng cho mình ha. Đó, hàng châu Âu xưa dễ tay. Đó, bầu này khoảng hơn nửa lít dầu. Chiều cao của nó luôn là 4 30 37. Đó, cây này thì giá là 1.300.000, bao ship toàn quốc mã số 14, mã số 15. Đó, một cái đèn ly. Đó, cái này là đèn nha cô chú mình ha. Cô chú mình lưu ý giùm em, cái này là đèn chứ không phải là cái ly nha. Hàng này em bao luôn, đưa bầu thì được 1 lít dầu. Chiều cao là 44. Đó. Chuẩn đồ nha cô chú mình ha. Đây, dưới đây dưới đế này nó có ống mọc đây. Mọc nó dưới đây đây, gớm châu Âu. Đó. Cây này thì chuẩn đồ trước năm 75 em bao cho anh chị mình luôn, giá là 1.500.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 16, một cây pha lê trái bí, đường kính bầu là 1.5 tấc. Chiều cao là 45, chiều cao là 45, chân đồng hậm đồng. Cây này là giá là 1.600.000, bao ship toàn quốc nha. Đó, 1.600.000 bao phí ship cho anh chị mình luôn lên luôn. Đó. Mã số 17 và 18. Đây, lên cây đó luôn. Đây 17, 18, 19 đồng giá tiền nha quý anh chị mình ha. Ba cây ba màu. Đó, rất là đẹp. Đồ này thì em bao trước năm 75 hết trơn nha quý anh chị mình ha. Đường kính bầu là 1.4. Đó, chân đồng, chân nga timon có. Đó, một cây chân đồng, một cây chân nga timon. Đây, bầu nguyên si là lặn, cây nào cũng là 1.4 tấc hết nha. Đó, trước năm 75 hết. Đây ba cây này thì đồng giá tiền với quý cô chú anh chị mình luôn, 1.600.000 một cây, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đó, tia bóng khói đầy đủ. Đây ché này em còn khoảng có chừng 5-7 cặp nha quý anh chị mình ha. Chiều cao của nó luôn là 4.54, chiều cao là 5.4, đường kính miệng 2.2, hoành bụng lớn nhất của nó luôn là 116, hàng nguyên si lành lặn. Đây từ thân cho đế, cái miệng này có sữa nha, miệng này là sửa lại nguyên cái miệng luôn nha quý anh chị mình ha. Cái nào cũng có sửa miệng hết, hai cái ché này cái nào cũng có sửa miệng hết. Cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Một cặp này có giá là 2.600.000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đây tới cặp đôn, đó lục giác. Đây cặp đôn lục giác rất là đẹp cho cô chú anh chị mình ha. Đôn lục giác mặt đá chữ hỷ. Đường kính mặt đôn là 3.5 tấc. Chiều cao là 88 phát phát, mã số là 21T. Đó, cặp này thì em giao luôn cô chú anh chị mình luôn có giá là 10.000.000, bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc nha. Đó, rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Mã số 22, một bộ bàn 4 ghế gỗ chắc. Đó. Bộ bàn 4 ghế gỗ chắc cho cô chú anh chị mình ha, liền lạc lành lặn. Đó, không có bị mối mọt ăn chỗ nào hết. Bàn này là 90, em đo ngang. Chiều cao của nó luôn là 75. Đó. Đây, con ghế là bề ngang của nó luôn là 63. Đó, phủ bì nha. Đây, cao là 1m08. Bộ này nguyên si rất là đẹp cho quý chị mình ha, không có bị mối mọt gì ăn hết. Đó, liền lạc lành lặn hết chân luôn. Đó, cô chú chị mình yêu cầu mà lau nước thôi là mình thấy cái ghế yêu cầu mà bùi quấn bóng sơn nhẹ thôi. Đó, lên nước cái thôi. Đó, một màu gỗ chắc đen rất là đẹp luôn. Đó, dân nó lên liền nha cô chú mình ha. Đó, cô chú chị mình lưu ý giùm em. Đó, lau sơ cái thôi, dân nó lên cây rất là đẹp luôn. Dân cây nó lên. Đó, cái này mình chỉ bắn bóng mờ nhẹ lên thôi là nó rất là đẹp như quýnh mặt ni gì đó. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Bộ này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn. Đó, có giá là 68.000.000, bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn là 1.000 cây số thôi nha. 68.000.000 bao phí ship 1.000 cây số. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Chịu rất nhiều. Anh chị trân trọng cảm ơn và cảm ơn.